Đây là ai nào? Nhận ra ai nào? Anh Thường. Vâng. Ngày xưa ngày xưa hay đi cấy với bà nở đó nhờ. Vâng. Bây giờ thì hết cấy rồi. Bây giờ cấy cái khác rồi. Chứ bà có khỏe không? Mặt kém lắm. Mặt kém lắm à? Cũng thuốc tiểu đường. Ồ. Năm nay cũng lại kém mắt lắm rồi. Vâng. Cũng cả thuốc phòng nữa đi. Vâng. Khi có chị đến nói vui là một thợ bệnh thường đến đi đặt cho bà cái xe. Vâng. Mừng lắm. Vâng. Chứ là chưa tới là phải mua cái xe để đi. À vâng. Vậy là hôm nay là thầy Thường về tặng cho cái xe đây này nhá. Được rồi. Đúng là tức là mới ngược người. Ô, cứ để đây. Đây, hôm nay là đi xe lăn về cho bà nhá. Đấy. Đấy. Ngày xưa đi cấy cái là bà phải thua đấy nhá. Ngày xưa bà phải thua thầy Thường đó. Quần cứ ông cao ông thấp bắt đầu là bây giờ thì không cấy được nữa rồi. Bây giờ đau lưng lắm. Ồ, sờ nhầm nhá, nhầm to đó. Đây là nhầm chính nha, nhầm chính thực tế đó. Ngày xưa đi cái gì bà đó. Vâng, bây giờ thì không cấy được nữa, lưng đau lắm, không cấy được. Rồi, bây giờ bà ngồi lên nhá, các sư phanh cái xe lại để cho bà ấy. Đấy, chiều lại bắt đầu đi luôn chứ. Thoải mái nhá. Ngồi như này mà nhìn thấy cái xe cha Thường về đó, ra đây là máy cao rồi. Đấy. Cái ghế đó. Muốn đi ra xem anh em đánh bóng rồi cầm hai cái tay đấy đấy. Đây là hai sơ này, hai nữ tu nhá. Đây là hai bà sơ đi tu không có gia đình. Mà thầy Thường thì cũng không có gia đình. Thầy Thường thì bị ế ngày xưa ế đó chứ, cái mà đẹp đẹp một tí thì lại cũng có cô nào ở đó. Đâu quá ế nên là đi tu. Ngày xưa cũng đẹp trai như Thần Sơn nhà tôi. Thầy Thường lúc đó là nhiều quá nên không có đẹp trai. Bây giờ vẫn còn đẹp không bà? Đẹp. Bây giờ hơi mình điên. Ngày suốt. Ồ suốt. Suốt ngày cứ phơi nắng như vậy thì chỉ bây giờ thầy Thường vẫn đẹp trai mà. Bây giờ thì anh Quế ở trên trường sơ qua cái anh Quế. Dạ, có lẽ là anh cậu ơi. Đây là chúng ta là hàng xóm của bác rồi nhưng phải giới thiệu chút. Thì có cháu với bà, cái này các bác của địa phương. Thì sau khi mà được nghe cái thông tin của địa phương ý kiến lên á, là muốn xin cho bà cố đây một cái xe lăn. Thì thông qua hội của huyện rồi địa phương nữa, thì chúng tôi có kêu gọi đến chỗ Ca Thường và Ca Lê Tát Thanh Hóa thì cũng được Ca chúc mừng. Cha kêu gọi mấy bên nước ngoài các bà nhá, bên Mỹ cộng đồng Việt Nam ở bên nước ngoài đấy để cũng hỗ trợ cho gia đình ta đây cho bà số một cái xe để bà lấy cái phương tiện bà đi lại cho nó dễ dàng.
Thì với tinh thần đó thì hôm nay thì có cha cùng với hai sơ cùng với lại anh em tôi đây là anh Nam là chủ tịch hội bảo trợ xã, và hôm nay có anh Khang, còn bữa nay cô Hạnh là chủ tịch hội bảo trợ xã đó, địa phương á, cô đang đi tập huấn không có nhà. Thì hôm nay cả mọi rất là đông các đoàn thể đến chúc mừng bà nhá, để chúc cho bà luôn luôn mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe cho là khi thoảng còn ra chào con cháu vui cha. Vâng, theo hôm nay bà nữa là có xe lăn thì bà có vui không? Ủa? Vậy bà vui thì bà nói vài lời nào. Vui với bà thì bà xin cảm ơn thôi chào, phải chào với thầy với đây các bà cho phân khởi chờ đi mua bạn đi được rồi bên kia đi chơi đi tiếp tục đi được bao nhiêu năm chờ đợi hôm nay là có xe lăn rồi nha, rất là vui rồi. Đây là chiếc xe lăn của hội người xe lăn tình thương ở bên California đó, do bác Đức là trưởng hội cùng với các ân nhân để gửi xe lăn về cho những người khuyết tật tại Thanh Hóa ở đây. Hết lòng cảm ơn bác Đức cũng như là các quý ân nhân của hội xe lăn tình thương. Và giờ đây xin mời đại diện của địa phương có đôi lời, xin mời. Đây có thể báo cáo với chủ cha thường người các anh trong hội bảo trợ khuyết tật thì một cô huyện đây được sự quan tâm của cha thường các anh hội bảo trợ thì nay thì biết là bà cũng có cái do cái điều kiện bệnh tật cho nên bà cũng không đi được, hôm nay là chủ cha thường người các anh cũng cái là kêu gọi được cái xe lăn cho bà, tạo được cái phương tiện cho bà cái là đi lại thăm con cháu rồi chiều lại và thong dong thì tạo một cái niềm vui, và hai nữa là cũng có cái động lực để rồi bà cố gắng phấn đấu sống khỏe, sống vui, sống có ích cho đời. Thì thay mặt cho anh lãnh đạo địa phương thì cũng thế là xin cảm ơn chủ cha thường người giám đốc và sát tác các anh lãnh đạo hội bảo trợ khuyết tật của huyện, các bác các anh ở chủ thôn, bí thư thôn và các sơ thì rồi nhá, hôm nay là nhất bà nhá, được thầy thường ngày xưa đi cấy với bà, bây giờ là về tặng xe lăn cho bà nhá. Quay lại về nhà mà không được về nhà, bây giờ vẫn phải đi tiếp đây bà này. Hàng ngày trên hành trình này cứ được gì? Bây giờ già có tuổi rồi, không còn đẹp trai, không còn chắn chéo như ngày xưa nữa. Chúc mừng bà nhá. Bà biết là bây giờ cái vất vả của cha đấy, bây giờ về cạnh nhà mà không được về với bà cả. Và bây giờ là phải đi tiếp đây này. Chúc mừng bà nhá. Xe lăn tình thương, xe lăn tình thương. Đây làm nhà chống lũ. Voucher of love. Nền vật lũ. Của mình lắm chứ. Cái chòm này, cái là cái chòm này. Người nặng lắm. Đây là bà này, lễ giống được chăm sóc đây là ngọc rồi. Phải chăm sóc. Đó thì đi chăm sóc rồi. Cái dòng mấy xe rồi các bác Thắng, bác Dũng ở dưới tỉnh hội người cao tuổi, người bảo trợ và ở huyện ở thôn này với xã này, và nghe nói bác thì đi giảm khả năng đi lại nhưng tặng xe lăn bác nhuận rồi.
cũng nghe được. Đừng khóc, đừng khóc. Đấy bà, đứng gần là đứng gần bên cạnh mình cả ông. Đứng gần là để mình người khỏe hơn khóc, cái tuổi thân như lì. Chú nhỉ? Không muốn. Bà tuổi thân đó bà. Vâng. Vui. Thôi hôm nay là có nhiều người đến để thăm ông bà nhá. Vâng. Cảm ơn. Rồi chúc cho ông bà khỏe. Rồi bao nhiêu khoảng thời gian mình đã dìu nhau đi khắp muôn phương rồi, thì bây giờ cái tuổi già đó thì hai ông bà vẫn ở bên cạnh nhau nhá, nâng đỡ nhau nhá. Em đang viên đừng khóc. Bà cần ông, ông cần bà nhá. Chú lại xúc động hơn. Chú lại xúc động hơn. Chú lại xúc động hơn. Ông với lại ông vẫn còn sẻ được ấy, còn may nhé. Được rồi, đúng rồi. Nhưng mà có cái xe này khả năng là anh ngồi, anh nên là anh nắm được được. Không, nắm được đấy, đúng rồi. Đúng rồi, chứ không có cái tay này, cái tay này có còn động được không? Đánh tay trái được. Không, chỉ có tay kia thôi. Tay phải liệt. Liệt đấy là. Cảm ơn viên, nhân này đến ông Công Tử. Xe lăn bình thường. Không, chưa. Xe lăn cho hàng bà. Chưa đến hàng năm. Bà cũng cần đó. Thi thoảng nào năm thôi. Hai ông bà chung nhau nhá. Bà ơi, khi nào mà ông không dùng thì bà lại dùng nhá. Đây này bà không chung nhau được. Nhá. Được rồi. Đây là tay bà. Hai phèo. Ngã rồi. Đó, những người. Sao hôm nay bị tin tin hỏng mới thay tin. Sáng nay lại mới ngã. Ngã đi là ngã. Bà phiên này ngủ làm thoải mái không? Nhưng mà ông cũng phải đi làm vừa mình. Hôm sau rồi bốn người đến hướng dẫn cho. Tổ đến của bà. Và định kỳ là cứ một tháng như vậy là quá quý hơn mình có nhau. Tôi mới đến rồi mọi người có cái sản xuất xong rồi tôi dọn, nhưng mà thôi mình những cái lúc mà lúc này người ta mới cần đến mình nhá, thì chịu khó vậy thì thấy khóc gần nhau nhá. À, thôi chúc mừng ông bà có xe nhá, thì ra cả hai ông bà đấy. Cảm ơn. Chào bà nhá. Mắt bà không thấy à? Nó tiểu đường, nó biến chứng rồi. Ồ, vậy à. Tiểu đường biến chứng rồi, cái chân của bà bây giờ không đi được. Không đi được. Ồ. Không đi được nhưng mà đi khó khăn. Khó khăn đó, vâng, vâng. Không đau. Cũng chứng gậy thì cũng có thể là... Vâng. Chị cô ơi, chị cô với chị Hòa dẫn bà ra cái này. Hôm nay hôm nay là đưa xe lăn lên cho bà nhá. Vâng, thì bây giờ thì bà thời gian bà ngồi xe lăn tí coi cho làm quen với xe lăn nhá. Rồi. Cô bên kia cho Hòa đi. Đấy. Thì các chị đỡ bà. Dẫn bà bàn tay không? Dìu đi thôi mà. Không phải vậy nữa. Thôi. Hay. Hai người hai bên là hai cái gậy rồi đó bà. Đây là chiếc xe lăn tình thương nha. Đây là xe lăn tình thương. Cảm ơn bác Đức, cảm ơn hội xe lăn tình thương đã gửi xe lăn về cho những người già, những người tàn tật ở Việt Nam. Bây giờ ngồi trên xe lăn là không được chống gậy một giờ. Để phải cất gậy đi. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.